hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một cái app ứng dụng trên điện thoại và mình có thể kiếm tiền ở trên đó bằng cách là chia sẻ mã số trong phần mềm ứng dụng đã cung cấp cho mình. Và khi các bạn chia sẻ phần mềm thì các bạn sẽ được tiền, phần mềm sẽ trả về cho bạn. Mình xin giới thiệu ứng dụng, đó là ứng dụng Logi. Ứng dụng này là chuyên về bán hàng và chia sẻ những địa điểm, những nơi đồ ăn, thức uống chúng ta có thể đăng sản phẩm lên và chúng ta bán ở trên đó. Đó là ứng dụng Logi. Khi mà các bạn cài vào chương trình này thì chương trình sẽ cung cấp cho các bạn một cái mã số, đó là cái mã giới thiệu. Sau đó các bạn sẽ lấy cái mã số này và các bạn chia sẻ cho bạn bè hoặc người thân của bạn, thì bạn bè của bạn sẽ cài đặt chương trình này và nhập cái mã số của mình. Tất nhiên khi mà nhập mã số của mình, bạn của bạn sẽ được tiền và mình cũng sẽ được tiền từ cái mã số đó, và các bạn sẽ chia sẻ cho nhiều người thì các bạn sẽ được nhiều tiền từ ứng dụng Logi. Thì ứng dụng này nó muốn là chúng ta liên kết với nhau và nó muốn quảng cáo thương hiệu của mình. Thì các bạn cài đặt ứng dụng này các bạn không mất gì cả. Thì mình cũng là người sử dụng và mình chia sẻ với cộng đồng. Mời các bạn hãy theo dõi mình cài đặt phần mềm này và các bạn hãy làm theo hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ được tiền. Và các bạn sẽ làm video giống như mình để hướng dẫn cho những bạn kế tiếp làm. Và cứ như vậy thì các bạn chỉ làm một lần thôi, không có làm lần thứ hai. Để cài đặt phần mềm thì để cài đặt phần mềm chúng ta sẽ vào app của CH Play và chúng ta sẽ cài đặt là phần mềm Logi, đó là phần mềm đăng và bán hàng nha. Và khi đó chúng ta đã cài đặt xong và chúng ta sẽ về cái màn hình và chúng ta sẽ đăng nhập vào. Thì các bạn có hai hình thức đăng nhập, đó là đăng nhập bằng Facebook và đăng nhập bằng số điện thoại. Và đây là số điện thoại của tôi: 0973162749 và mật khẩu. Và các bạn nhập mật khẩu vào thì chúng ta sẽ đăng nhập vào ở đây là thành công. Khi đó các bạn sẽ nhận được cái mã số, đó chính là cái mã số ở đây G9VTR, đó là mã số của các bạn. Và ở đây ứng dụng sẽ cho chúng ta thấy được những thông tin cá nhân của mình. Và ở đây mình không muốn để cái số là 1087 thì mình sẽ xóa nó đi và mình cập nhật. Như vậy đã thành công. Và khi đó các bạn sẽ chia sẻ trên Facebook hoặc là các bạn sẽ chia sẻ trên mạng xã hội. Thì đây là phần quan trọng nhất mà chúng ta chia sẻ phần mềm này. Khi mà người thân của bạn điền vào cái mã giới thiệu của bạn, có nghĩa là cái mã đăng ký của bạn mà phần mềm đó cung cấp cho bạn, thì cả hai nhận được 10.000 đồng của Việt Nam. Có nghĩa là khi mà bạn chia sẻ cái phần mềm này cho người thân, bạn bè, anh em, chia sẻ cho người thứ nhất cài vào thì mình sẽ được 10.000, và người thứ hai cài vào thì mình sẽ được 20, và cứ thế cấp số nhân nhân lên. Cái phần mềm này các bạn sẽ mời nhiều người thì các bạn sẽ được nhiều tiền, và bạn cũng được tiền, mình cũng được tiền, thì tất nhiên các bạn không mất gì cả đó. Các bạn sẽ nhập cái mã số G9VTR. Khi đó mình chia sẻ đến các bạn thì mình sẽ nhận được tiền và các bạn sẽ nhận được tiền. Và khi phần mềm này, khi mà các bạn muốn rút tiền thì các bạn sẽ mời được 20 người đăng ký tham gia với bạn thì các bạn sẽ rút được tiền qua tài khoản ngân hàng đó. Thì phần mềm này mình xin giới thiệu đây vào phần mềm mà mình đã làm và mình đã kiểm chứng. Các bạn cứ làm theo mình. Mình đã mời được 2 người và mình đã được 30.000, và các bạn cứ như thế và các bạn mời nhiều người thì các bạn sẽ được nhiều tiền. Và đây là cái mã số của mình, và các bạn sẽ nhập cái mã số là G9VTR khi mà các bạn cài đặt phần mềm này đầu tiên. Khi mà các bạn cài đặt phần mềm Logi thì các bạn sẽ nhận được cái mã số của mình, nhập vào thì các bạn sẽ được tiền và mình sẽ được tiền. Khi các bạn cài đặt chương trình này vào thì các bạn sẽ nhận được một mã số tương tự như mình, và các bạn sẽ chia sẻ cái mã số đó cho những người thân, người quen, và các bạn sẽ làm video giống như mình và các bạn cứ chia sẻ cho nhiều người. Đó là cách để các bạn kiếm tiền từ chiếc điện thoại của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video chia sẻ của mình, và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích với các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem.
và hãy làm theo những gì mà mình chia sẻ thì chắc chắn chiếc điện thoại của các bạn sẽ kiếm được tiền bằng ứng dụng Doji mà mình giới thiệu đến các bạn. Chúc các bạn thành công. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ những ứng dụng mới nhất mà mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thân ái chào các bạn.